Gia Bất Lư à, ta tới bộ lạc đã nhiều ngày rồi. Ta phát hiện ngươi rất thích cá mã nha. Đúng rồi, lúc nào mời sư phụ uống rượu mừng đây. Nhưng đáng tiếc cáp mã nha không yêu ta. Nàng ấy yêu người anh hùng, thấy việc nghĩa ra tay hết mình. Vậy nên ta mới bái người làm sư phụ, cố gắng luyện tập võ nghệ, đều là vì nàng ấy. Ngươi yên tâm đi, sư phụ này nhất định khiến ngươi trở thành đại anh hùng. Thật không sư phụ? Nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện, đó chính là việc này ngoài ta và ngươi tuyệt đối không được nói cho người thứ ba biết, bao gồm cả cáp mã nha. Có biết chưa? Biết rồi sư phụ. Sư phụ, kế hoạch này của người thật hay. Giết Nạp Lan Tu Cát, lập công lớn cho bộ lạc, Phi Hồng Cơ nhất định sẽ thay đổi cách nhìn với ta. Đúng vậy, tới lúc đó muội ấy sẽ yêu ngươi, chịu lấy ngươi. Nhưng võ công của ta có thể giết được Nạp Lan Tu Cát không? Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Công lao thuộc về ngươi. Ta là sư phụ của ngươi, ngươi trở thành anh hùng, ta cũng được dễ dàng. Đi đi. Ta đã bỏ thuốc mê vào trong canh, đến lúc hắn sẽ hôn mê. Ngươi nhanh chóng mang bức thư này tới cho Nữ thống lĩnh, có biết chưa? Mau đi đi. Minh chủ, Phi Hồng Cân, mọi người nhìn thấy bức thư này, ta đã đi rồi. Ta đi thích sát y lý tướng quân Nạp Lan Tu Cát, lập công cho bộ lạc. Ta thề phải trở về thành anh hùng, để Phi Hồng Cân thay đổi cách nhìn đối với tôi. Sao hắn lại hành sự lỗ mãng như vậy chứ? Y lý tướng phủ canh phòng nghiêm ngặt, hắn muốn thích sát Nạp Lan Tu Cát giống như đưa cừu vào miệng cọp. Ta sợ hắn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng mất. Với võ công hiện nay của hắn, bất cứ binh sĩ nào trong phủ tướng quân cũng có thể lấy mạng hắn. Đều tại ta lúc nào cũng trách huynh ấy thích đàn ca nhảy múa, huynh ấy mới làm chuyện ngốc nghếch như vậy đó. Giang Bất Lư thật sự quá yêu cô, nhất định phải cứu Giang Bất Lư về. Nếu không thật có lỗi với minh chủ đã mất. Ông ấy chỉ có người con trai này, minh chủ tôi nhất định phải đi cứu hắn. Phủ tướng quân có rất nhiều cao thủ, đề phòng bất trắc. Ngươi và cấp mã nha cùng đi đi. Con và Chiêu Nam đi, lỡ bộ lạc gặp chuyện gì, hai con yên tâm. Chọn hai con ngựa tốt, nói không chừng đi được nửa đường có thể kéo Giang Bất Lư về. Minh chủ nói đúng, hai người mau lên đường đi. Qua rừng cây này là tới hồ Điệp Cốc, chính là nơi mà bướm bay rợp trời, cảnh sắc như tranh mà huynh nói đó sao? Không ngờ ta đi ra từ đây gặp gió cát bị lạc đường, rồi giờ lại phải quay về đây. Đến Nam Cương hình như không phải đường này. Ta nghĩ nên đi về phía đó mới đúng. Ta biết tới Nam Cương không phải con đường này. Vậy sao cô nương đi theo ta? Huynh nói về hồ Điệp Cốc đẹp như vậy, ta muốn đi xem. Đưa ta đi xem được không? Được không? Được, ta thật hết cách. Ta muốn đi xem thác nước lớn qua bướm mà huynh nói, và còn cả lão bà tóc bạc đó nữa. Tóc bạc trắng nhất định là lão bà. Nhưng sư thúc của ta tuy tóc đã bạc, nhưng khuôn mặt xinh đẹp như hoa, y như người trẻ tuổi vậy. Thật sao? Vậy ta nhất định phải đi xem. Nhưng nhìn thấy bà ấy sẽ phiền phức đó. Ở đây có nước chảy như ở sóng hồ hướng về phía đó, chảy mãi tới cửa sóng dưới chân núi. Cô nương đang nghĩ gì? Ta không sao. Vậy chúng ta đi tiếp thôi.
Sao vậy? Chân ta đau quá, bị thương rồi. Ta sẽ bị thương ra sao? Huynh không được động vào chân ta. Ta không đi được nữa. Hay huynh tự mình đi trước đi. Sao ta có thể bỏ mặc cô nương ở đây chứ? Giờ làm sao đây? Ta thấy ta phải ở lại đây dưỡng thương. Chân đau lắm, khó đi tiếp được. Được rồi, đành phải dìu cô nương tới hồ điệp cốc vậy. Cẩn thận đấy. Cẩn thận một chút. Nơi này thật đẹp. Không ngờ dưới bầu trời lại có một nơi đẹp như vậy. Thật là đẹp. Này, chân cô nương không sao chứ? Vừa rồi ta nhất thời thích thú quá, quên mất chân mình đau. Đau lắm sao? Ta dìu cô nương vào trong. Huynh bồng ta vào trong được không? Thôi được. Thế nào, chân đỡ chút nào chưa? Còn đau lắm. Ta thấy chỉ mấy ngày chắc không khỏi được đâu. Đừng vội, lát nữa ta lên núi lấy chút thuốc lá về bó cho cô nương, sẽ khỏi nhanh thôi. Cảm ơn. Chắc cô nương đói rồi, ta đi làm chút gì ăn. Thơm quá. Ta ghét sát sinh, vậy nên trước giờ ta không ăn thứ gì sống. Bay trên trời, bơi dưới nước, cô nương đều không ăn. Đúng vậy, ta chỉ ăn đồ mọc lên từ đất. Vậy sao được? Không thể để cô nương đói bụng được. Nhớ lúc trước ta bị thương, có hai người bạn chăm sóc ta, sắc thuốc cho ta trị thương, còn nấu cho ta rất nhiều đồ ăn. Này, huynh đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Ta vào trong rừng cây tìm chút nấm mọc dưới đất cho cô nương ăn. Chết rồi, nhất định là sư thúc quay về rồi. Sư thúc của huynh là ma nữ tóc bạc đó. Hay quá, như vậy ta có thể. Đừng có đùa, không muốn sống nữa sao? Mau trốn đi. Có người không? Có người không? Vừa rồi rõ ràng ta nghe có tiếng động, sao lại không thấy một bóng người? Lẽ nào Bạch tiền bối quay lại? Cá hấp thịt nướng, Cáp Mã Nha về rồi. Không phải là ma nữ tóc bạc. Này, là một người đàn ông. Ai? Khẽ thôi, ai là ta? Dân thông là huynh. Huynh và vị đại cô nương này ở đây làm gì? Không có gì. Không có gì, sao lại phải trốn trong này? Này, bọn ta tưởng sư thúc về nên mới trốn đi. Sư thúc, đừng quên. Ai dịu huynh mà cãi nhau với sư phụ? Giờ lại có một cô nương khác. Ta nói cho sư phụ huynh biết. Đừng nói lung tung trước mặt sư phụ. Được. Không nói thì không nói. Trừ phi huynh nhận lời dạy võ công cho ta. Này, người nói lung tung gì vậy? Chúng tôi trong sạch. Người cũng thật xinh đẹp, tính cách lại hung dữ vậy. Đi thôi, chúng ta đừng để hắn uy hiếp. Chân của cô nương không phải bị thương sao? Khỏi rồi à? Vừa rồi ta vừa gấp vừa giận, huyết mạch chảy thông nên khỏi rồi. Không phải cô nương nói đi sao? Sao còn ngồi đây? Giờ ta đói rồi, không đi nữa. Thơm quá đi. Ta ghét nhất người khác ăn thứ này trước mặt ta.
Cô không ăn còn không cho người khác ăn, làm gì có lý đó. Ăn thử đi. Uống được rồi. Gì vậy? Huynh nấu vậy sao? Bỏ thêm chút dầu muối vào là được sao? Huynh biết không, nấu đồ ăn phải chú ý màu sắc, mùi vị. Nhìn thấy đẹp mắt, ngửi thấy thơm sẽ ăn ngon hơn. Được rồi. Người ta đàn bà con gái nấu nướng, đàn ông chỉ ăn thôi. Chúng ta ở đây thì lại ngược lại, đàn ông nấu cơm, đàn bà nói này nói nọ. Này, ngươi đừng có xem thường ta. Ta đã từng thưởng thức tất cả các loại cao lương mỹ vị đó. Từng thưởng thức không có nghĩa là biết làm. Vậy được, bữa sau để ta nấu, đảm bảo ngươi ăn rồi ca ngợi hết lời. Được. Dân Thông, đang nghĩ gì vậy? Có nghĩ gì đâu. Ở đây chờ sư phụ chờ lâu lắm rồi, mà đến cái bóng của người cũng không thấy đâu. Ông ấy đi tìm sư thúc, nếu như tìm thấy thì có thể không quay lại nữa đâu. Nếu không tìm thấy sư thúc, người càng không quay lại. Cứ như vậy thật chẳng có nghĩa lý gì. Hay là huynh dạy ta luyện Thiên Sơn Kiếm Pháp đi, thế nào? Không phải không dạy huynh, nhưng không được phép của sư phụ không thể dạy huynh. Không dạy thì thôi. Cả đời này ta không học được hảo võ công rồi. Hay như vậy đi, chúng ta luyện công có được không? Không luyện nữa. Từ sáng tới giờ ta chỉ ăn hai con chim quay với bát canh nấm, đói tới bụng dán vào lưng rồi. Người đàn bà hung dữ đó vẫn chưa nấu xong cơm nữa. Này, người lại nói xấu gì sau lưng ta vậy? Cơm nấu xong rồi, vào ăn đi. Được bày trí một chút có phải dễ coi hơn sao? Dễ coi thì dễ coi, nhưng vườn trồng qua sẽ gặp tai ương đó. Nếu như bà tiền bối quay về chắc chắn sẽ tìm cô tính sổ. Ta không sợ, lẽ nào bà ấy không thích nhà của mình đẹp hơn một chút sao? Hai người nhất định đói rồi, mau tới nếm thử đồ ăn của ta làm đi. Đây chính là đồ ăn cô chuẩn bị cho chúng tôi. Được lắm, đúng vậy, ta đã bỏ ra nhiều công sức, khó khăn lắm mới làm được những đồ ăn đó. Để ta giới thiệu với hai người nhé. Đây là dưa của Dùng Thiền Thiện, nho ở thổ Lũ Phiên, dâu tây đỏ lớn và ngọt. Còn đĩa này thì đều là hoa. Hoa cũng có thể làm đồ ăn sao? Trong vườn hoa nhà ta tất cả đều được trồng để ăn, rất tốt cho cơ thể. Không được không được, ta ăn vào chắc chắn là bị đau bụng. Ngươi yên tâm, ta xào một đĩa nóng, ta lấy ra cho hai người ăn. Tôn Ngộ Không đại náo qua quả sơn. Tôn Ngộ Không đại náo qua quả sơn, đúng vậy, nấm đầu khỉ này chính là Tôn Ngộ Không, còn lại chính là các loại trái cây. Rõ ràng là nấm đầu khỉ xào các loại trái cây mà. Cái gì mà Tôn Ngộ Không đại náo qua quả sơn chứ? Dương đại ca, đừng để ý hắn, huynh nếm thử đi. Cô nương xào như vậy làm cho nấm đầu khỉ bị cháy hết rồi. Ta từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải vất vả nấu cơm cho người khác. Giờ ngươi mắng ta. Minh Huệ à, tính khí cậu ta thẳng thắn một chút. Thật ra huynh ấy không phải là mắng cô nương, là huynh ấy không quen ăn đồ ăn cô nương làm. Này, huynh ấy giữ thể diện cho cô mới nói không khó ăn. Thật ra huynh ấy thích canh nấm do người trong lòng huynh ấy nấu đó. Đừng nghe huynh ấy nói lung tung. Là chính miệng huynh nói với ta. Lúc huynh ở đây dưỡng thương, cô nương ấy sắc thuốc nấu canh nấm giặt đồ cho huynh. Huynh đừng có vong ân phụ nghĩa. Người ta đã là hoa thơm có chủ rồi. Ta nói cho huynh biết, huynh đừng có giễu cợt ta nữa. Miệng chó đâu có thể mọc ngà voi. Dương đại ca, huynh nói có đúng không? Kiếm không hại người, tình lại hại người. Dương vấn với đàn bà con gái chỉ thêm phiền phức. Là một đại hiệp lại phiêu diêu tự tại biết bao. Cô nương ấy là người của bộ lạc nào? Trong nhà có những ai? Huynh nói ai? Chính là cô nương huynh mang về đó. Ở đây đã mấy ngày rồi. Cô ta là người trong bộ lạc nào? Trong nhà có bao nhiêu người cũng không biết. Mà huynh ở với cô ta trong hồ điệp cốc sao? Đủ rồi. Cả ngày hôm nay huynh nói ra nói vào, ta nghe đủ rồi. Ta và cô nương ấy chỉ là tình cờ quen nhau. Trong nhà cô ấy có bao nhiêu người liên quan gì tới ta? Ta gặp cô nương ấy trên đường tới Nam Cương, chân cô ấy bị thương nên ta mới đưa cô ấy tới đây nghỉ ngơi. Dân Thông à, ta đã sớm biết huynh không phải là người nhanh chóng thay lòng đổi dạ như vậy rồi. Huynh đang nói gì vậy? Người huynh vẫn luôn yêu trong lòng là Cáp Mã Nha có phải không? Huynh dám không thừa nhận? Chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa. Dân Thông, ta nghĩ thế nào vẫn thấy cô nương này rất lạ. Chân bị thương của cô ấy lúc khỏe lúc đau, liệu có phải là gian tế do kẻ nào đó phái tới? Có âm mưu bí mật gì đó?
Huynh mới lạ đó, lúc nào cũng có những suy nghĩ cổ quái. Theo trực giác của ta, cô nương ấy không phải là người xấu đâu. Huynh dám khẳng định như vậy không? Huynh đó, nói trong sạch một chút đi. Thôi ngủ đi. Tân Long Tử, Tân Long Tử, Tân Long Tử, Dương đại ca, cô gặp Tân Long Tử không? Có gặp, hắn nói có việc rồi đi. Dương đại ca, có chuyện gì gấp vậy? Đồ người khác đưa cho ta bị Tân Long Tử lấy trộm rồi, giờ ta phải đuổi theo huynh ấy. Dương đại ca, huynh đi rồi, vậy ta thì làm thế nào? Đuổi được huynh ấy, ta sẽ quay lại, cô ở đây chờ ta không được đâu. Ma nữ tóc bạc mà quay về thì ta chết chắc. Ta sợ lắm, ta muốn đi cùng huynh. Chân cô nương bị thương không thể cưỡi ngựa làm sao đi được. Ta nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy đã không sao nữa rồi. Được, vậy đi mau. Sa mạc rộng lớn như vậy làm sao huynh tìm được hắn chứ? Huynh ấy chắc chưa đi xa, cưỡi ngựa nhanh một chút nhất định có thể tìm được huynh ấy. Huynh thật không biết xấu hổ, dám lấy trộm đồ của ta. Ta đâu có lấy trộm, ta chỉ muốn mượn xem thôi. Đây là đồ của người khác. Âm dương xét thần công, bí kíp hay như vậy, huynh cho ta xem đi. Huynh đừng gây rối nữa, cho ta xem lại một chút. Trong này viết những gì đều xem không rõ, không biết huynh. Dù gì ngươi cũng xem không hiểu, mau trả cho huynh ấy đi. Được, có bản lĩnh thì lại lấy đi. Bản lĩnh của hắn cũng không nhỏ, có thể di dưới đất. Hắn hướng tới Lục Châu, chúng ta đi thôi. Lại phải tới đó sao? Đến Lục Châu tìm Tân Long Tử lấy lại cuốn bí kíp đó. Dương đại ca, chúng ta không đi Lục Châu được không? Không được, cuốn bí kíp đó không phải của ta, là của một người khác, trước lúc lâm chung nhờ cậy ta. Nếu làm mất thì là không giữ chữ tín. Cô bảo trọng, ta đuổi theo đây. Dương đại ca, ta muốn tới Hồ Điệp Cốc, huynh đi cùng ta. Ta bị thương, huynh chăm sóc cho ta. Giờ huynh gặp phải phiền phức, sao ta có thể bỏ lại huynh chứ? Ta đi với huynh. Thôi được. Đã tìm thấy tiểu thư chưa? Bẩm tướng quân, vẫn chưa tìm được tiểu thư. Ngươi biết không, Ngạc Dương gia đã đưa sính lễ đến rồi, không tìm được tiểu thư, ngươi nói ta phải ăn nói làm sao với họ đây? Hơn nữa, một đứa con gái, ngộ lỡ bên ngoài có gì rủi ro. Tướng quân, tiểu thư thông minh hơn người, ở bên ngoài sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu nhân nhất định tăng cường dò tìm thật chặt. Tướng quân, tiểu nhân lại nhận được mật hàm của Sở Chiêu Nam. Đường Nổ phái hắn và Phi Hồng Cân đi tìm Giang Bất Lưu. Hắn và Phi Hồng Cân đã lên đường rồi. Tiểu nhân đã chuẩn bị xong, đảm bảo sẽ không có gì sai sót. Được, bắt Phi Hồng Cân, ép Đường Nổ quy hàng. Đây cũng coi như lập một công cho Ngạc Dương gia và Đa Đạt Dương gia. Hai vị khách quan mời dùng. Cáp Mã Nha, mụi đừng lo, ăn chút gì đã. Một lát nữa chúng ta lại đi các nơi khác tìm. Mụi lo huynh ấy đã lẻn vào phủ tướng quân và bị bắt rồi. Không ngờ mụi quan tâm tới Giang Bất Lưu như vậy. Nói thế nào cũng là bạn của mụi. Huynh ấy quan tâm mụi, chăm sóc mụi, giúp mụi giải tỏa nỗi buồn phiền. Vì muốn mụi yêu mà xin huynh dạy võ công, thậm chí đi mạo hiểm. Huynh ấy thật đần, thật ngốc. Huynh ấy không hiểu, dù huynh ấy có làm thế nào, mụi vẫn không thể thích huynh ấy.
tình cảm không thể gượng ép được. Nếu Quỳnh ấy thật sự gặp phải chuyện gì bất trắc, muội sẽ cảm thấy rất buồn, rất áy náy. Cáp Mã Nha, nếu như ta gặp phải chuyện gì bất trắc, muội có quan tâm ta như vậy không? Sao lại nói như vậy? Võ công của huynh giỏi như vậy, con người lại chính trực như vậy, sao lại có thể xảy ra chuyện gì? Nói thật, muội rất ngưỡng mộ huynh. Đừng vội nói quá tốt về ta. Không chỉ mình muội nói như vậy, cha muội và mọi người lớn nhỏ trong bộ lạc cũng đều nói huynh là một đại anh hùng. Họ thực sự nói ta là đại anh hùng. Muội nói đúng, làm người phải quang minh chính đại, tuyệt đối không thể sống lén lúc tạm bợ. Quang minh chính đại không lén lúc tạm bợ. Nói rất hay. Chiêu Nam, Chiêu Nam, mì tới rồi. Cấp Mã Nha, canh có độc, nơi này không ở lâu được, chúng ta mau đi thôi. Ngươi còn dám phản kháng? Cấp Mã Nha, ngươi thật to gan, dám đối đầu với tướng quân. Tôi làm như vậy cũng là vì nghĩ cho đại cục. Ngươi còn dám xảo biện? Không, lúc đó Phi Hồng Cân phát hiện trong canh của cô ấy có ruồi, mà con ruồi đó bị độc mà chết trước mặt cô ấy. Vì không muốn khiến cô ấy nghi ngờ tôi mới bảo cô ấy chạy đi. Tất cả những gì tôi làm là để cho mình ẩn náu tốt hơn. Nếu không có thuốc giải, tôi chỉ có một con đường chết. Tôi làm sao dám phản bội ngài chứ? Người liều mạng thật, đâu giống như gì ẩn náu bản thân. Nhưng Phi Hồng Cân là đệ tử đặc ý của ma nữ tóc bạc, cô ấy nổi danh khắp vùng ngoại biên, cô ấy trí dũng hơn người. Nếu như tôi không làm thật, sao cô ấy có thể tin tôi chứ? Vậy được rồi, nếu như ngài không tin tôi thì cứ thẳng tay giết tôi đi. Nhưng nếu giết tôi, ngài sẽ bớt đi một người có thể khiến Đường Nổ tin tưởng. Ngài mãi mãi không thể lấy được cuốn bí kíp mà ngài muốn. Tìm được cuốn bí kíp đại nổi rồi. Đúng, sư huynh tôi vốn vẫn chưa chết. Bí kíp ở trên người huynh ấy, vốn định sau khi bắt Phi Hồng Cân sẽ đi làm chuyện đó. Tôi nghĩ giờ chắc không cần nữa rồi. Được, lần này tha cho ngươi. Không tìm được cuốn bí kíp đại nổi, quay về sẽ tính sổ với ngươi. Thuốc giải đây. Điều tại ta không tốt, hại muội và sư phụ. Giang Bất Lương, huynh thật ngốc. Huynh bị người ta lợi dụng làm mồi nhử cá, nhử chúng tôi mắc bẫy. Vào đi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, Chiêu Nam, sư phụ không sao chứ? Chiêu Nam, huynh không sao chứ? Ta không sao. Huynh vì cứu muội mà bị thương như vậy, chúng thật độc ác, còn dụng hình với huynh nữa. Cáp Mã Nha, muội đừng nói vậy. Mau mang cơm vào. Tướng quân nói các người đều là khách của phủ tướng quân, mời dùng cơm. Thả họ ra, chuyện này không liên quan tới họ. Đợi Đường Nổ minh chủ tới và đàm thành công, chúng ta sẽ lập tức thả người. Bắt ta cải trang thành như vậy thật bất tiện. Xin lỗi, bởi vì mấy năm gần đây ta quen biết rất nhiều người ở đây, ta sợ họ sẽ nhận ra ta. Thôi bỏ đi. Dương đại ca, giờ đã muộn vậy rồi, chúng ta lại không tìm thấy Tân Long Tử. Giờ bụng hơi đói, hay là chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ ngơi ăn chút gì có được không? Vào tiệm phía trước đi. Khách quan, ngài tới rồi ạ. Mời, mời. Để tôi dắt giúp ngài. Hai vị khách quan, hai người ăn cơm hay nghỉ trọ? Chúng tôi ở trọ, nhờ ông mang giúp hành lý lên phòng. Dân. À đúng rồi, tôi ăn chay. Dân.
Hai vị huynh đệ, ta thích độ trên lưng ngựa của huynh. Ta dùng sợi bông thượng hạng và lông cừu thuần chủng của ta đổi với huynh. Huynh đồng ý không? Xin lỗi anh bạn, cái này ta để cho vợ ta. Hai người đúng là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Mời lên phòng cùng tôi, thức ăn một lát nữa sẽ dọn lên. Xin mời, xin mời. Chúng ta đi thôi. Tân Long Tử, này chờ ta. Dương đại ca, chờ ta. Này, huynh chờ ta với. Minh Huệ, rốt cuộc cô có nhìn nhầm không? Không thể nào. Dương đại ca, huynh nhìn bên đó đi. Dương đại ca, trên bản cáo thị người họ muốn truy nã là huynh đó. Dương đại ca, huynh đâu có phạm pháp, tại sao họ lại muốn bắt huynh? Chiêu Nam, hai vị đại hiệp này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người này hôm đó vì cứu một cô nương đã ra tay đánh nhau với người của phủ tướng quân. Sau đó anh ta bị trọng thương ngất đi, còn bị bỏ thuốc mê, bị bắt đi rồi. Cáp Mã Nha, theo ta huynh vẫn không nên đi thì tốt hơn. Đừng khuyên ta nữa. Chiêu Nam là sư huynh đệ đồng môn của ta. Cáp Mã Nha lớn lên cùng chúng ta từ nhỏ. Lần đó ta bị thương cũng là muội ấy cứu ta. Giờ họ gặp nạn, sao ta có thể bỏ mặc chứ? Dù phải liều mạng, ta cũng phải cứu họ ra. Đừng lo, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Cô nương ở đây chờ ta, đừng đi lung tung. Ta sẽ về nhanh thôi. Không được, ta nhất định phải đi cùng huynh. Cô đâu biết võ công, ta đưa cô đi làm không tốt, bị họ bắt đi thì làm thế nào? Cô yên tâm đi, ta nói là giữ lời. Cô ở đây chờ ta, ta nhất định sẽ quay lại tìm cô. Ta nghe nói phủ tướng quân có rất nhiều cao thủ, thống lĩnh Nữ Hoài Cốt, không những võ công cao cường mà còn rất giỏi dùng độc. Người này ra tay độc ác, huynh nhất định phải cẩn thận. Cô yên tâm, võ công của Nữ Hoài Cốt ta sớm đã được lĩnh giáo rồi. Còn nữa, phủ tướng quân trên dưới mấy trăm đại vệ canh gác cẩn mật, huynh nhất định không được xông vào. Huynh đi vào từ phía sau hậu hoa viên, đi qua hai hành lang rồi quẹo trái. Sau đó huynh đi qua một đường hầm không rộng, ở đó chính là hậu hoa viên. Phía sau hậu hoa viên có một núi đá giả, đó chính là nhà lao. Huynh nhìn gì ta vậy? Sao cô biết rõ vậy? Ta thật nghi ngờ cô là người của phủ tướng quân. Tất nhiên là không phải. Nếu không sao ta lại nói chuyện của phủ tướng quân cho huynh, để huynh vào cướp ngục chứ? Ta có một người bạn làm a quàng trong phủ, là cô ấy nói cho ta biết. Cảm ơn cô nương nói với ta nhiều như vậy. Chúng ta tuy chỉ tình cờ gặp gỡ, nhưng huynh từng cứu ta, ta cũng từng cứu huynh. Hai chúng ta coi như kết bạn trong sinh tử rồi. Hứa với ta, huynh nhất định phải tự bảo trọng. Nếu như huynh có chuyện gì, ta sẽ rất buồn. Huynh biết không? Cô yên tâm đi, ta sẽ nhớ lời cô. Cô đợi ta, ta sẽ quay lại. Nhất định phải nhớ vào từ hậu hoa viên đó. Bản đồ này huynh cầm lấy. Muốn đến đại lao thì đi theo ta. Đi.
Phía trước quẹo trái có một ngôi đình, là nơi nghỉ chân của đại vệ đi tuần. Chúng ta chỉ có thể lén đi theo bên trái. Cấp Mã Nha, là ta, Dân Thông. Huynh còn sống? Sư huynh, sao huynh đến đây? Sư huynh, không phải đệ nằm mơ đấy chứ? Đúng vậy, mau ra đi. Dân Thông, mau. Mùi không sao chứ? Mùi không sao. Chiêu Nam thương thế không nhẹ, mọi người đỡ đệ ấy. Ta đi trước mở đường, mọi người phải theo sát đấy. Đi mau. Mau, Dân Thông. Dân Thông. Cấp Mã Nha, mọi người mau đi đi. Đi. Nhìn thấy động phía trước không? Trong đó có một địa đạo có thể đưa huynh rời khỏi phủ tướng quân. Cậu không đi mau. Đa tạ. Còn không đi mau. Bạn của huynh đang ở phía trước, mau rời khỏi đây. Nơi này không ở lâu được. Đa tạ tương cứu. Toàn là lũ vô dụng, để chúng chạy rồi. Trong bốn người còn có một người trọng thương. Đánh kiểu gì vậy? Còn không mau cút hết ra cho ta. Dạ. Tướng quân, cửa ra địa đạo có người dịch chuyển, có giang tế. Tướng quân, tới cướp ngục là sư huynh của Sở Chiêu Nam, Dương Dân Thông. Hắn từng bại dưới tay thuộc hạ, còn bị trọng thương. Không ngờ hắn vẫn còn sống, còn dám một mình đơn thương độc mã tới cướp ngục. Có nội ứng. Tướng quân, cũng biết kiếp đại nội bị mất cũng đang ở trên người Dương Chân Thông. Tiểu thư, thế này là sao? Tại sao người lại bảo tiểu nhân trói người lại? Đừng hỏi nhiều, mau trói vào, mau lên. Việc này Sang Đa, mau đánh ta ngất đi. Sao?
Mau lên, nhớ kéo xe ngựa tới nơi đó. Tiểu thư, người đừng trách tiểu nhân đó. Sau khi bọn mùi thoát ra ngoài, có một người áo đen bịt mặt đưa bọn mùi đến miếu quan và để bọn mùi chờ huynh. Kỳ lạ, trong phủ tướng quân mấy lần dẫn đường cho ta cũng là một người áo đen bịt mặt. Khi người đó đưa ta đi trong địa đạo, trên người còn phát ra tiếng bông tai. Ta có thể khẳng định đó là một người nữ nhi. Là sư phụ. Không thể là sư thúc. Đúng rồi, sư huynh. Mấy tháng không gặp, sao võ công của huynh lại tiến bộ một cách thần tốc như vậy? Nhờ có sư thúc lúc đó đánh ta rơi xuống chân núi. Kết quả là Trác thúc thúc cứu ta, truyền cho ta công lực, còn dạy cho ta võ công độc môn công phu. Cáp Mã Nha, muội vì cứu ta mà có chút xích mích với sư thúc, vậy nên ta gấp rút tới tìm muội. Dân Thông thấy huynh không sao, muội sẽ tìm sư phụ tạ tội với người. Điều tại ta không tốt, hại sư phụ và Cáp Mã Nha, để hại mọi người bị bao vây công kích. Giờ đừng nói những chuyện đó nữa. Đợi sáng ngày mai khi cổng thành mở, chúng ta phải lập tức rời thành, tránh đêm dài lắm mộng. Mọi người ra khỏi thành trước đi, ta phải đi tìm một người bạn. Xong việc ta sẽ gặp lại mọi người. Minh Huệ, mùi quen cô ấy. Mụi từng đưa cô ấy cho bộ lạc thu thập dân ca. Cô ấy là bạn tốt của mụi. Minh Huệ, tỉnh lại đi. Minh Huệ, vì cô nương ta phải tới quán trọ tìm chính là cô ấy. Minh Huệ, Minh Huệ, sao ta lại ở đây? Mọi người đều ở đây. Tốt quá rồi. Sao cô lại ở trên chiếc xe ngựa này? Ta đợi huynh ở quán trọ, huynh mãi không đến, ta sợ quá. Bỗng nhiên có một người áo đen bịt mặt nhảy từ cửa sổ vào. Ta muốn kêu nhưng kêu không được. Sau đó ta không biết gì nữa. Cô không sao là tốt quá rồi. Xem ra là vị cao thủ đó giúp chúng ta. Người vừa rồi đánh xe ngựa tới nhất định là vị cao thủ đó. Có thể gặp lại tỷ tốt quá rồi. Tỷ biết không, vừa nghe tỷ bị bắt nhốt trong nhà lao, huynh ấy lo phát điên lên, nói dù có phải liều mạng cũng phải cứu tỷ ra. Được rồi, mọi người đều đã ở đây. Tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ cách gì đó mau chóng rời khỏi nơi này. May là chúng ta thoát khỏi chúng. Phải. Điều bối Diên Nam bái kiến sư thúc. Trước đây đệ tử làm cho sư phụ nổi giận, cúi xin sư phụ thứ tội. Chúng ta chẳng qua là sư đồ, đâu có phải là mẹ con. Ta có quyền gì mà ràng buộc ngươi, không cho ngươi cao bay xa chạy? Đệ tử đã biết sư phụ còn nghĩ đến tình nghĩa sư đồ. Nếu không sư phụ cần gì đến phủ tướng quân để cứu chúng con, tặng xe cho chúng con, còn hộ tống chúng con xuất quan. Người nói cái gì? Cảm ơn sư phụ cứu mạng đệ tử. Không cần cảm ơn.
Xưa nay ta rất ghét cái bọn tham quan ô lại làm việc tầm bậy, chứ không phải vì cứu người đâu. Sư phụ, sư phụ, đừng kêu ta là sư phụ nữa. Nha, người ta kính bà là trưởng bối mới nói chuyện lễ phép như vậy, bà cần gì phải làm khó dễ người ta chứ. Tôi thường nghe người ta nói Bạch Phát Mao nữ là một người rất lợi hại, hôm nay thấy mặt chẳng qua là vậy. Chỗ lợi hại nhất là thích ăn hiếp những kẻ tiểu bối thôi. Con không sao chứ? Sư phụ, sư phụ, sư phụ, ngươi còn đuổi theo ta làm gì? Sư phụ đã cứu chúng con, tại sao không chịu ở chung với chúng con, cùng chúng con đi về? Đi về. Vậy được, chúng ta về Hồ Điệp Cốc. Không, sư phụ, Hồ Điệp Cốc là một nơi cách biệt với thế giới, chúng ta không nên tự khóa mình, chúng ta phải nên... Ngươi không nỡ chia tay với cái bọn đàn ông đó à? Trong 10 năm qua ở Hồ Điệp Cốc, ta dạy ngươi luyện võ học nghề, chúng ta đâu có khác gì là hai mẹ con. Nhưng mà bây giờ, sư phụ, chờ sau khi đánh đuổi hết kẻ thù, con sẽ trở về hầu hạ sư phụ. Ngươi không về đâu, tại vì ngươi đã thương yêu Dương Văn Thông. Văn Thông cũng đến thăm sư phụ. Ngươi tưởng là hắn sẽ tới sao? Ngươi xem bọn đàn ông thì là quá đơn giản rồi. Ngươi tưởng là ngươi yêu thương nó thì nó sẽ không phụ lòng ngươi sao? Văn Thông không phải loại người này. Hồi trước ta cũng tưởng là Trác Nhất Hằng không phải là loại đàn ông này. Trác Thúc Thúc đâu có phụ lòng sư phụ, bởi vì sư phụ quá cực đoan. Quan hệ giữa ngươi và Dương Văn Thông còn mập mờ chưa có rõ, bây giờ có thêm một cô gái không biết lai lịch là gì, còn có Sở Triều Nam vì Giang Bất Lộ là một kẻ nhút nhát. Ta nhận định tình cảm của các người không có kết quả tốt đâu. Văn Thông không phải là người vô tình vô nghĩa. Ngươi chưa có từng đau thì ngươi chưa biết được mùi vị sự đau khổ như thế nào. Đàn ông không phải là người tốt đâu. Ngươi không nghe theo lời của ta, khi tình cảm gặp sự thất bại, đừng có trở về kiếp ta. Sư phụ, ta không qua đến phủ tướng quân của các người, ta không muốn lãnh công lao này. Ăn cái bánh bao này đi. Cảm ơn. Ê, đoạn kiếm này sao ở trong tay của cô vậy? Lần trước khi anh cứu tôi, không biết tại sao anh lại trao đoạn kiếm này lại cho tôi. Đoạn kiếm này tôi đã đem theo bên mình lâu lắm rồi, anh có thể tặng cho tôi được không? Anh không lên tiếng kể như là chịu đấy nhờ. Cảm ơn. Các bạn nhã tới rồi. Các bạn nhã à, sư phụ của cô đâu? Đi rồi. Xin lỗi nha, tôi không nên chọc tức bà bỏ đi. Không sao đâu. Tôi coi kìa, tôi nó đuổi đánh rồi. Chạy mau đi. Cảm ơn. Họ đuổi tới rồi, chạy mau. Chạy mau. Con lọt vào tai nạn lăng tú cát, kêu gia lập tức lên đường tìm chúng nó để đàm phán, còn không thì ủa sao các con thoát hiểm được? Nhờ Văn Thông cứu tụi con. Nhưng Văn Thông à,
Minh chủ, cháu là Dương Văn Thông à? Dạ, cháu là Văn Thông. 10 năm không gặp, cháu đã lớn khôn rồi hả? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên đó. Dạ không dám, sự thật là sư phụ của các mã nhã cứu chúng tôi đó. Ủa, sư phụ con đâu? Đã đi rồi. Hey, sư phụ con như vậy đó, nói tới thì tới, nói đi thì đi. Chuyện này là do mi gây ra, mi không nghĩ coi bản thân mình có năng lực gì dám đi thích khách nạp làng Tu Cát. Anh ta không có biết cái gì hết, chỉ biết gây phiền phức cho người ta. Được rồi, tất cả được bình yên trở về, chúng ta trở về chúc mừng đi. Ta sẽ uống với cháu cho say nha hả? Cảm ơn minh chủ. Nè, cạn ly đi chị anh hùng của ta, uống đi. Nè nè, ăn đi, ăn thịt đi. Cảm ơn. Cảm ơn minh chủ. Nè, lấy cho bạn con ăn đi. Xin lỗi nha, tôi không có ăn thịt. Phải rồi, ta lại quên cô nương ăn chay. Nhưng đi đâu kiếm đồ chay bây giờ? À, minh chủ à, hả? Tôi đi kiếm đồ chay cho cô ta. Ê, ngồi xuống, ngồi xuống. Cháu là khách, không nên để cháu đi đâu. Ê, Y Sĩ Đạt, kiếm đồ chay đem về đây. Dạ, minh chủ. Không dễ gì mọi người vui vẻ như hôm nay. Giang Bất Lộ, ngươi ca một bài tặng các vị. Hả, đồng ý chứ? Tôi hay đau cổ họng. Kêu huynh ca thì ca đi, diễn cớ này cớ nọ làm gì? Nếu bây giờ huynh không ca thì sau này không cho huynh ca nữa. Giang Bắc Lộ đang đau cổ họng, chúng ta đừng có miễn cưỡng anh ta. Không được, các vị là khách khứa, chúng tôi cần ân cần với khách khứa, còn không ca. Nếu bây giờ không ca thì mới làm gì được nữa. Giang Bất Lộ à, hay là anh đàn còn tôi khiêu vũ được không? Hay quá. Múa đẹp quá. Hay đẹp. Đẹp quá. Hay quá. Giang Bất Lộ, Giang Bất Lộ à, tại sao huynh bỏ đi vậy? Huynh định đi đâu đó? Lấy theo hành lý nữa, huynh định đi đâu vậy? Phiêu bạc giang hồ. Huynh nỡ rời khỏi quê hương, huynh nỡ rời khỏi cáp mã nhã sao? Không, tôi không nỡ rời khỏi của đâu. Hey, vậy thì đừng có đi. Tôi ở lại không có ích gì. Tôi không xứng đáng với cô ta. Cổ là nữ anh hùng trên đồng cỏ, tôi lại không biết múa gươm múa kiếm. Có kẻ thù tới, mọi người đều can đảm phản kháng. Còn tôi kinh sợ chạy trốn. Tôi chỉ biết có một thứ, là ca hát thôi. Giang Bất Lộ à, trời sinh ta có tài, tức là hữu dụng. Huynh bỏ đi, ai mang lại sự quan lạc cho một dân ở đây? Người ta không cần đến tôi nữa. Tôi là sĩ nhục bộ lạc. Tôi giết không được Nạp Lan Tú Cát, làm phụ lòng hy vọng của sư phụ đối với tôi. Huynh nói sư đệ tôi khuyến khích huynh đi hả? Phải không? Ừ. Sư phụ nói nếu tôi có thể đem thủ cấp của Nạp Lan Thú Cát về, Phi Hồng Cân sẽ để mắt xanh vào tôi. Chết rồi, nguy rồi. Tôi đã hứa với sư phụ không nói cho bất cứ ai biết. Đây là bao nhiêu vậy? Đâu có gì. Tối ngày nằm trong phòng dưỡng thương nên cảm thấy hơi buồn bực. Đột nhiên nghĩ đến huynh có cuốn bí kíp, muốn lấy ra xem. Quyển bí kíp đó. Sư huynh, bí kíp để ở đâu? Sao kiếm không thấy vậy? Tam Long Tử giật đi rồi. Cái gì? Vậy sư huynh à,
Tại sao hắn giật cuốn bí kíp vậy? Tăng Long Tử si mê tập võ nghệ, ngó thấy bí kíp sao mà không lấy chứ. Sư huynh à, huynh xem cuốn bí kíp đó huynh còn nhớ không? Huynh hỏi đệ, tại sao đệ số dục gian bất lộ ám sát Nạp Lan Tú Cát vậy? Đâu có, tôi chỉ muốn giúp anh ta thôi. Giúp anh ta? Để biết anh ta không biết võ công, sao kêu anh ta làm chuyện nguy hiểm vậy? Không phải. Để có biết xém chút xảy ra tai nạn không? Về sao không cho để số dục hắn đi giết một người nào nữa? Huynh tưởng đệ muốn làm vậy sao? Nếu huynh không làm như một vị anh hùng đi cứu Minh Huệ thì đệ cũng không đến nổi. Đệ nói cái gì đó? Tại sao lại vậy? Không được. Không được rồi. Không được rồi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Sư đệ xảy ra chuyện gì? Nói đi, mau nói cho huynh biết đã xảy ra chuyện gì. Sư đệ, huynh đánh ra. Sư đệ, huynh mặc kệ tôi. Sư đệ, nữ đại nhân làm nó mang thuốc giải cho tôi, lấy thuốc giải cho tôi, đưa thuốc giải cho tôi. Chuyện ta kêu ngươi làm, ngươi không làm được chút nào, còn mặt mũi đến đây lấy thuốc giải nữa. Không, chuyện này không mắc mới đến tôi, tại Bạch Phát Ma Nữ cứu bọn chúng nó. Xin lỗi đại nhân, mau lấy thuốc giải cho tôi đang rất đau khổ, mau cho tôi đi. Xin lỗi đại nhân mà. Xin lỗi ông. Bí kíp ông muốn lấy, ông lấy đi. Người không gạt ta chứ? Tính mạng của người bị ta nắm trong tay, ta nghĩ người không dám gạt ta đâu. Đó là thuốc giải, cũng là thuốc độc. Mỗi lần uống là chất độc trong mình của người lại thêm một phần. Thuốc giải chính thức là đây. Ngươi đừng lo, chừng nào ngươi hoàn thành nhiệm vụ đến chừng đó ta sẽ trao thuốc giải cho ngươi. Nếu ngươi dám dở trò xảo quyệt khí tàn thì ngươi đừng trách ta vô tình. Lên trên canh gác. Dạ, phải canh gác cẩn thận nha, biết chưa? Cẩn thận nha. Các mã nhã hả? Tôi muốn về phòng để nấu rau cải, cô có thích ăn hay không? Người trong phổ tướng quân thích trà trộn vào đây, cô phải cẩn thận đó. Tôi biết rồi. Ê, các mã nhã hả? Có phải cô đang buồn không? Cô quá đa nghi rồi đó. Tôi biết cô không được vui, phải gian bất lộ làm cô tức giận không? Cô đừng có trách hắn. Cô là một người tốt, nhưng mà chỉ hơn ngoan cố thôi. Cô phải dịu dàng một chút. Mẹ của tôi thường nói với tôi, con trai rất thích thiếu nữ dịu dàng. Tôi phải đi tuần ở chỗ khác. Ê, khoan đã. Các mã nhỏ, cô có thể dạy tôi nấu canh nấm hay không? Cô muốn học nấu canh nấm à? Ừ, tại vì Dương đại ca thích uống lắm. Hy vọng cô có thể dạy cho tôi. Được không? Được không hả? Cô thiệt là tốt.
Giang Bắc Lộ. Tới Quỳnh nè. Giang Bắc Lộ, đừng có chán nản, tập nữa đi. Sư huynh à, nếu như có thể kiếm được Tăng Long Tự, lấy lại được cuốn bí kíp đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại được Nạp Lan Túc Cát. Đúng vậy. Các vị đã mệt rồi, nghỉ ngơi lát đi. Nè, đây là rượu sữa ngựa, chia cho họ uống đi. Anh uống canh nấm nè. Nè, có đây rượu sữa ngựa nè, đi nhau uống đi. Cảm ơn, cảm ơn. Cô biết nấu rồi hả? Cáp mã nhã dạ cho em đó, anh uống thử coi. Chân thông, đây là canh măng nấm chua cay mà muội nấu cho huynh uống nè. Hai chén canh này đều là canh ngon, nhưng mà quá nhiều đi, hay là chia nhau uống chung nha. Các vị huynh đệ, tập luyện mệt rồi, hai chén canh này cùng nhau uống nha. Thay được hay vàng ngon quá. Thiệt là ngon. Cầm cây pháo này cầu nguyện rồi phóng lên trên không trung thì việc như ý sẽ được thực hiện, việc không như ý sẽ tan thành mây khói. Nguyện vọng của tôi nhất định sẽ được thực hiện. Đúng rồi, hồi nãy đang cầu nguyện cái gì đó, nói đi, mà nói cho tôi biết đi. Mau nói đi. Cô đừng có nói cho ai biết nha. Tôi hy vọng Phi Hồng Tân đừng có giật lòng cô. Tôi hy vọng có thể lấy được Phi Hồng Tân làm vợ. Hy vọng cô ta sẽ vui vẻ mãi mãi. Thật ra tôi đã trôn rất nhiều nguyện vọng như vậy ở đây. Nè, con có được sao? Tôi hy vọng được kết hôn với Dương Đại Ca. Đúng rồi, anh đừng có nói cho ai biết nha. Nè, tặng cho anh cầu nguyện đó. Anh chỉ yêu xin ai đi đông thủ. Chỉ biết ca hát còn dám đi hành thích người ta, tính chứ phải thế Phi Hồng Cần. Khỏi rồi, mình đi chỗ khác chơi đi. Cừu à cừu, sau này ta chỉ có ca cho cừu nghe thôi. Giang Bất Lộ, Giang Bất Lộ, Giang Bất Lộ, chúng tôi đem quà tới tặng cho anh nha. Ê, anh phải ca hát trước mới được. Không còn ai muốn nghe tôi ca hát. Sao nói vậy, đã lâu rồi không nghe huynh ca hát. Huynh cất tiếng ca to lên đi.
Phải rồi, anh hát đi. Hát đi. Hàn chi wo xì ngài đi đông mù ra. Cơ trang cao yên mê quê hoa. Xin lâu rồi bộ lạc chúng ta không được nghe lời ca hát quan lạc như vậy. Các vị thôn dân, bây giờ tôi xin tuyên bố với các vị, chúng ta mở hội bắt dê. Hy vọng là trong đại hội bắt dê, Dương đại ca sẽ hiểu rõ tấm lòng của tôi. Nhở, cô cũng tới đây hả? Nói mau, cô phóng tín hiệu gì đó? Cái đó đâu phải là tín hiệu, chỉ là tâm nguyện của tôi thôi. Cô còn không chịu nói sự thật, cô thuộc về hạng người nào? Cô tưởng tôi là gian tế đó hả? Cô nghĩ coi, có bao giờ tôi làm chuyện bất lợi cho các người không? Nếu như tôi quả thật là gian tế, sao kẻ thù tới bây giờ còn chưa tập kích các người? Lần trước chúng ta gặp nhau rất là thân mật, giống như là chị em. Nhưng mà lần này gặp lại, cô đối với tôi không có thân mật như hồi trước, thậm chí có thêm phần thù hằn nữa. Không lẽ cô cần biết nguyên nhân của chuyện này hay sao? Vì Dương đại ca, nếu như cô đã biết, tại sao cô còn gặp mặt anh ta nữa? Tình yêu làm sao mà nhường nhịn được. Nhưng mà tôi không muốn vì Dương đại ca mà làm cho chúng ta bất hòa. Để cho Dương đại ca tự mình lựa chọn không tốt hơn sao? Cô ngoan cố quá. Mẹ tôi nói con trai yêu thích con gái dịu dàng. Cô muốn Dương đại ca chọn cô, trừ phi cô dịu dàng hơn tôi. Phải rồi, tôi không có dịu dàng như cô. Nhưng mà có một điểm chắc chắn cô không bằng tôi. Cô nói điểm nào? Tôi và ảnh quen biết nhau từ nhỏ, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Còn cô và anh ta quen biết nhau bao lâu rồi? Vậy đâu có sao, tình yêu đâu phải là món đồ cổ, cần phải lâu đời mới có giá trị. Lần đầu tiên khi Dương đại ca cứu tôi, bàn tay của tôi chạm vào ảnh, thì tôi đã biết suốt đời của tôi không thể yêu người con trai nào khác nữa.
Cô đi dự đại hội bắt dê như vậy sao? Phải. Để tôi trang điểm cho cô. Tôi không thích thợ soạn điểm phấn. Dễ chân mày cũng được mà. Nè. Cặp chân mày của cô có khí thế anh hùng. Hèn chi đã trở thành nữ anh hùng trên thảo nguyên này. Cô biết không, tôi rất mong muốn có cặp chân mày như là cô vậy đó. Cô coi tôi trang điểm như vậy có giữ ý cô không? Tại sao cô tốt với tôi vậy? Tôi chỉ mong là bất luận Dương đại ca chọn ai, chúng ta vẫn là bạn thân với nhau. Bây giờ tôi tuyên bố với các vị, đại hội bắt dây chính thức khai mạc. Sao khi không chồng dựng lên? Em đâu có biết. Hồi nãy cáp mã nhỏ nói cho ngựa của em ăn. Không lẽ cáp mã nhỏ muốn để làm gì con ngựa của Minh Huệ vậy? Cáp mã nhỏ, nếu Dương Văn Thông đã yêu cô Minh Huệ thì mũi cần gì phải bực tức vậy? Mùi đã đáng chờ đợi hết 10 năm, kết quả là một ảo tưởng. Mùi không cam lòng. Đâu phải chỉ một mình mùi không cam lòng đâu. Phải rồi, Giang Bất Lộ cũng chắc chắn không cam lòng. Mọi người đều nói mùi và Giang Bất Lộ rất xứng đôi, nhưng mà mùi không bao giờ động tình với chàng ta. Tại sao không có ai biết vậy? Từ thuở nhỏ mùi chỉ có tình cảm với Giang Thông thôi. Cáp Mã Nhã, mùi phải biết rằng so sánh mùi hân hạnh hơn huynh. Ít nhất sư huynh cũng biết mùi yêu sư huynh. Mùi cũng biết Giang Bất Lộ đang âm thầm chờ đợi mùi. Còn huynh sao? Mùi chờ sư huynh hết 10 năm, nhưng mùi có biết không, huynh cũng chờ mùi hết 10 năm.
Huynh nói gì? Cám ở nhà, Huynh không có gạt muội. Huynh nhất định sẽ chiếu cố muội. Từ thuở nhỏ, Huynh thấy sư Huynh đối với muội rất tốt, muội đối với sư Huynh rất thân mật. Trong lòng của Huynh rất đau khổ, rất khó chịu, muội biết không? Đâu có thể như vậy. Cám ở nhà, Huynh sẽ chiếu cố muội suốt đời. Không thể được. Tại sao người nói với muội những lời này lại là Huynh, chứ không phải là anh ta? Không được đâu. Muội chỉ xem Huynh là huynh trưởng, xin lỗi nha. Cám ở nhà. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao ta không thể so sánh với anh ta? Anh biết không, hôm đó chúng ta ở đại hội bắt về, lúc con ngựa của em nổi chứng, trong lòng em nghĩ là suốt đời này em không thể gần bên anh được. Tôi không biết tại sao cô ta dùng thủ đoạn như vậy. Tại vì cô rất là yêu anh, hứa với em đừng có giận cổ. Đi theo em. Anh có biết nước này là nước gì không? Là cái gì? Là nước suối cầu nguyện. Nước suối cầu nguyện? Đúng rồi, nước suối cầu nguyện này rất là linh thiêng. Mình cùng nhau cầu nguyện đi, hy vọng cả đời chúng ta ở chung với nhau. Lần trước anh tặng kiếm này cho em, lần này em cũng có quà tặng cho anh. Hôm nay em tặng tóc này cho anh, hy vọng là ngày đêm anh đem theo mắt tóc này ở bên mình, cả đời chỉ yêu một mình em. Em sẽ mang theo nó suốt đời. Ê, sao anh lấp ló đây vậy? Muốn làm ăn trộm có phải không? Không phải đâu, tôi đến đây kiếm. Anh tới kiếm cắp mã nhã, cô không có trống sao? Tôi đến kiếm cô. Kiếm tôi? Hôm qua tôi cho người của cô ăn cỏ, không phải là Phi Hồng Cân đâu. Làm cho người của cô nhảy dựng lên là tôi, không phải là Phi Hồng Cân. Xin cô đừng có vu oan gì hiểu lầm cổ. Tại sao anh lại làm vậy? Anh cũng biết tôi thất bại là anh thất bại đó. Chuyện này tôi đã biết, nhưng mà tôi chỉ muốn cho người ta vui lòng. Anh làm cho cổ vui lòng thì anh đã giảm bớt cơ hội rồi. Thật ra tôi chỉ tương tư một mình. Trong 10 năm qua tôi đã tỏ tình với cô ta, đều bị cô ta cự tuyệt. 10 năm qua tôi cứ tưởng thời gian làm cho cô ta tiếp nhận tôi, nhưng mà tất cả tôi đã đoán sai rồi. Cô ta có tình cảm rất nặng với Văn Thông. Nói sao? Chính là Giang bắt lộ. Phải, chính ảnh đã nói với em đó. Huynh thật là quá lỗ mãn, không hỏi rõ ràng lại trách móc cô ta. Cô ta cũng lạ thật, tại sao không giải thích rõ ràng chứ? Anh còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi xin lỗi cô đi. Cô ta chấp nhận sao? Em nghe người ta nói, biết sai sửa lỗi không có gì quý bằng. Nếu như anh có lòng thành thì em tin rằng Cáp Mã Nhã sẽ chấp nhận. Ơi, nếu cô ta không chịu nghe thì sao? Thì anh phải tiếp tục xin lỗi. Cáp Mã Nhã là nữ anh hùng ở trên Thảo Nguyên, cũng có lòng khoan dung của vị anh hùng. Còn không mau đi, em đi về nè. Ê. Ê, sư đệ. Tránh ra. Lại không sai nữa rồi. Huynh có chuyện muốn nói với đệ nè. Thật ra người phá con người của Minh Huệ là... Ê, thôi đi, đừng có nói nữa. Chuyện này mắc mớ gì đến tôi? Cô ta chờ đợi người yêu chỉ có sư huynh thôi. Và bây giờ trách lầm cô ta cũng là huynh. Hồi trước khi huynh còn chưa đến đây, chúng tôi sống rất yên vui.
Người ta coi tôi như là một vị anh hùng, nhưng mà sau khi huynh đến đây, tất cả mọi người đều không ngó ngàng đến tôi nữa. Huynh vui mừng rồi chứ gì đại anh hùng? Huynh vui mừng rồi. Các bà nhà, huynh đang tìm muội đây. Muội đâu có gì vậy? Những lá thơ này muội viết cho huynh đó hả? Mỗi năm một bức thơ, đã 10 năm rồi. Tại sao huynh không có nhận được? Đều bị sư phụ chặn lấy lại. Chưa đến từ đây muội mới biết. Chặn lấy cũng được, bằng không thì muội không thể đốt hết tất cả tư niệm và tình cảm ở trong 10 năm. Ê, thơ này do muội viết cho huynh đó mà, muội đừng có đốt nữa. Giữ nó lại còn kết gì chứ? Xin lỗi muội, kiện đại hội Bắc Dê huynh đã trách lầm muội rồi. Giang Bắc Lộ đã thừa nhận chính là anh ta phá con ngựa của mình Huệ đó. Ai phá quấy con ngựa, mắc mới gì đến muội chứ? Muội đã biết, so sánh thế nào muội cũng không có bằng Minh Huệ. Cô ta dịu dàng, vui vẻ, lại thùy mị nữa. Còn muội, cô nói rất đúng, muội quá ngoan cố. Quý tưởng muội không có giống Minh Huệ sao? Vô tư vô lự. Nhưng mà từ nhỏ muội không có người mẹ. Muội lớn khôn, còn phải phụ trách sự an nguy trong bộ lạc. Muội vô tư vô lự được sao? Huynh tưởng muội rất là kiên cường, huynh không biết muội lại bị nhiều áp lực như vậy. Huynh phải nói thật đi, huynh có biết tâm ý của muội đối với huynh hay không? Vậy tại sao huynh không bày tỏ với muội? Không phải muội và Giang Bất Lộ. Giang Bất Lộ? Lại là Giang Bất Lộ? Muội không bao giờ có chút tình cảm nào đối với anh ta. Nhưng mà bây giờ muốn nói gì cũng vô ích. Đoạn kiếm mà muội tặng cho huynh, huynh đã tặng cho người khác. Khăn lụa đỏ này muội giữ lại còn có ích gì nữa? Khăn lụa đỏ này đối với muội mà nó không có ý nghĩa gì nữa. Huynh lấy lại đi. Không, không. Không. 手中剑。 Tôi muốn gặp Nạp Lan tướng quân. Giả tới đây gặp ta. Nhớ lúc đó tôi nói với đại nhân, bị kiếm bị người ta đánh cắp mất rồi. Đại nhân sẽ tin tôi, cho thuốc giải tôi sao? Tại sao người không bị kiếm đó? Để em nói gì đây? Nếu tôi biết bí kíp ở chỗ nào thì tôi cần gì phải gạt ông? Bây giờ còn chưa đến lúc người phát bệnh, người kiếm ta có dụng ý gì? Tôi đến đầu thú Nạp Lan tướng quân.
Người tưởng ta tin sao? Năm lần bảy lượt người phá việc lớn của ta, còn tưởng rằng ta không biết ý đồ của người sao? Giả bộ đến đầu thú tướng quân là muốn làm gian tế, làm nổ gián bên ngoài. Tôi đã nói, tôi đến đầu thú Nạp Lan tướng quân. Để mà không đi. Hôm nay người có nói đến khổ nước miếng ta cũng không tin. Ta vốn không muốn cho thuốc giải người, để người phát độc mà chết cho rồi. Bây giờ ta thay đổi ý kiến của ta, cho ngươi lập tức đi gặp Diêm Vương. Tôi là gian tế tới mùa cũng bị nhanh mặt. Nếu hai hơi này cũng có con người chết, thì tôi tình nguyện chết với bàn tay của ông. Được, bây giờ ta phải giết người. Dừng tay. Diêm Vương. Thảo Dương tham chiến Dương gia. Miễn lễ. Có ai thường cả chết? Quả như vậy anh Hùng Thảo Hát. Cảm ơn Dương gia. Dương gia, biết chết giả vào hàng trào đó. Đưa tôi dạy ra. Dương gia, đưa tôi dạy án thanh lập chất độc cho mình quá. Như vậy. Ừ. Dạ. Cảm ơn Dương gia. Sao anh biết em đang ở đây? Anh có cần nói. Em đã biết anh muốn nói gì rồi. Tình cảm cũng như đầu phổ, càng lâu đời thì càng quý giá. Muốn giật mà tám anh nhã tận anh phải giữ đàng hoàng nha. Mùi chết anh. Cô chết thì chết chúng ta hữu duyên vô phận. Anh đừng có trả lại cho em. Vật gì mà em đã tặng ra rồi thì không lấy lại đâu. Vậy thì không lẽ anh giữ lại làm kỷ niệm cũng không được sao? Nhưng mà anh đã bắt đầu cái mùi. Không, anh không có. Anh để lại cho em một đoạn hồi ức rất đẹp. Đoạn hồi ức này có giá trị hơn bất cứ một món vật nào hết. Em sẽ vĩnh viễn giữ nó trong lòng của em. Em cần gì là bây giờ? Anh đừng có lo, em không sao đâu. Mau đi tìm khắp mái nhã đi, cổ đang chờ anh đó. Đi đi, mau đi đi. Ngày mai cha sẽ tụ họp với các đại biểu của bộ lạc. Có chuyện gì khẩn cấp như vậy? Bọn nó nói có chuyện quan trọng muốn thương nghị, cha lạc minh chủ phải đi tham dự. Nhưng mà trong thơ không có nói rõ ràng. Cha nghĩ các đại biểu mời cha lạc minh chủ tham dự thì chắc chuyện này không phải chuyện nhỏ. Cha nhất định phải đi. Khi nào cha lên đường con cùng đi với cha. Con khỏi đi, cha dẫn theo vài người đi được rồi. Con ở lại đây đi. Nếu rủi có kẻ thù tập kích thì không đến đổi không có người cầm đầu. Ừ. À còn nữa, chuyện này đừng có tiết lộ ra ngoài. Đừng để truyền vào trong tay kẻ địch, chúng nó sẽ tấn công mình. Con biết rồi, con càng cần phải cẩn thận. Ai đó? Sao lại là huynh? Tôi muốn yêu cầu cô đừng có giận hờn tôi. Đừng có làm ngơ với tôi. Huynh đã nghe gì rồi? Đâu có, tôi không có nghe gì cả. Giờ bất lộ, huynh có thể tập trung tinh thần làm một việc lớn gì quân liệt được không? Xin lỗi, tôi biết tôi đã làm cô ghét tôi. Tôi thành thật chúc phúc cô với dân thông. Cảm ơn. Tôi còn bàn chuyện với cha tôi. Quên đi đi. Yeah.
đến đây, những người khác ở đâu? Họ không đến đây đâu. Bởi vì tính tôi mời huynh đến, không phải họ đâu. Huynh làm như vậy không biết có dụng ý gì. Minh chủ, Nạp Lan tướng quân đối với chúng ta rất tốt. Ông ta hứa cho chúng ta làm quan được vinh hoa phú quý. Tại sao huynh còn cố chấp đối kháng với ông ta vậy? Hắn tốt với chúng ta, bọn họ đàn áp chúng ta, siêu cao thuế nặng, có bóc lột ba tánh làm sát nhân dân, sao huynh còn làm tại sao chúng nó? Mà đúng vậy, mình đúng, 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 đúng. Tôi chỉ làm việc Nạp tướng quân, đó không phải là tay sai đâu. Hả? Nếu ngoan cố chống kháng với Nạp Lan tướng quân, làm cho ông nổi giận, ông dám đảm đang trách nhiệm dân tộc Việt kiểu gì sao? Ta có chịu, các người khác cũng không chịu đâu. Đúng rồi, đúng vậy, chúng ta chịu đâu luôn rồi. Huynh là minh chủ, chỉ cần huynh chỉ quy thuận thì có ai dám không quy thuận chứ? Huynh quá khi dễ quần chúng rồi. Mạnh Lộc ta khuyên huynh phải quay đầu trở lại, nếu không đừng trách chúng ta vô tình sẽ trừng phạt huynh theo pháp luật. Chị Nguyên Thuận làm ra thứ buồn thì đều có hối hận nhớ. Chị ta làm dễ mình chủ Nguyên Thuận làm ra thứ buồn nhớ. Chơi thêm vài ngày nữa đi, tôi sẽ dạy cho cô những bài ca khác. Tôi đã quấy nhiễu các vị lâu quá rồi, nếu như tôi còn không về thì các vị sẽ đuổi tôi đi đó. Chúng tôi không nỡ xa cô ở lại đây đi. Không được, tôi đã rời khỏi nhà đã quá lâu rồi, nếu mà tôi không về cha của tôi sẽ lo cho tôi lắm. Cô không phải đang giận tôi chứ? Dù phải, chúng ta là bạn thân, sao tôi lại giận cô? Nếu có thể ở thêm vài ngày thì ở vài ngày đi, đừng có để cho mọi người thất vọng. Không được, dù sao tôi cũng phải đi về, tôi sợ cha tôi lo cho tôi. Nếu đã như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng cô. Nhưng mà cô phải hứa với tôi, có rảnh về thăm chúng tôi, tôi sẽ tới. Cô chuyển lời tạm biệt cha của cô giùm tôi nha. Đi đường cẩn thận nha. Yeah.
gái của y lìa tướng quân, Lạc Lan Minh Huệ. Cô là con gái của cả tội chúng tôi. Cô cho người truy sát cha tôi. Không phải đâu. Đừng quá nóng giận, chúng ta đưa cả tôi ra đi. Người tới chúng ta xuống cầu nguyện, phóng lên tín hiệu. Có lẽ là hiểu lầm. Phải rồi, đó là cái thái nguy hiểm, dùng để cầu nguyện. Y lìa, có quân của mình dịch cho cô ta. Chính cô ta báo tin cho người đi giết cha của tôi. Không lẽ các huynh bị sắc đẹp của ta mê hoặc? Tôi không muốn giấu cô nữa. Tại vì tôi không nỡ lòng rời khỏi trường đại cờ nên mới theo anh tới đây. Tôi không phải là gian tế đâu. Cô đừng diễn kết cho mình nữa. Cô là gian tế, Dương Thâm không có tha cho cô đâu. Không, Dương đại ca rất là hiểu tôi. Tôi là người thanh bạch, dù tôi là con gái của Y Lệ tướng quân, anh cũng bảo vệ cho tôi, tuyệt đối không để tôi chết với tay cô đâu. Không phải vậy, Dương Thâm không bình vực cô nữa, tôi phải giết cô. Khoan đã. Người bình vực cô ta. Chúng ta giữ cô ta có lẽ là có lợi hơn. Có lợi cái gì? Có thể dùng cô ta làm một thứ quy giúp Đạp Lan Minh. Nhân tri kỷ của huynh, tôi không nhẫn tâm thấy cô ta bị dư oan như vậy. Không lẽ huynh nhẫn tâm hay sao? Huống chi cô ta chỉ vì huynh mới đến chỗ này, vậy huynh nhẫn tâm thấy cô ta chết không cứu sao? Thôi đi, đừng có giang cầu ảnh nữa. Nếu tôi là Phi Hồng Cần thì anh đã mạo hiểm cứu tôi rồi. Tôi phải ở lại đây chờ họ tới giết tôi. Mau trói tôi lại đi. Anh biết em là vô tội, sao anh còn không mau cứu em ra? Các người mất hết lý trí. Người ta nói vàng không sợ lửa. Nếu em quả thật là vô tội, em cần gì phải trốn? Người ta sẽ nhận định em sợ tội rồi bỏ trốn. Như vậy không phải bị dư oan cả đời hay sao? Em yên tâm ở đây đi, anh chỉ định tìm chứng cứ cho em. Nếu như không kiếm được chứng cứ thì làm sao? Anh đã biết Bạch Phát Mau Nữ vì bị người ta hiểu lầm, đầu tóc hơi bạc hết. Anh đừng để em nhóng bả nhờ. Xin chào thúc thúc ba bá. Chúng tôi đã nghe chuyện cha cháu rồi, cho nên đến đây bái tế. Cảm ơn các vị. Nghe nói cháu đã bắt được giang tế phải không? Đang giam ở trong ngục thất. Chúng ta phải dùng máu của nó để bái tế mình chủ của chúng ta. Các vị xin mời. Khoan đã, có một việc này cần phải giải quyết. Ngoài việc bái tế mình chủ ra, hôm nay chúng ta cần phải chuyển cho một vị tân minh chủ. Minh chủ đã chết, không lẽ con gái của minh chủ không thể thừa kế hay sao? Ông tưởng Phi Hồng Cần của chúng tôi không xứng sao? Ta không phải không phục Phi Hồng Cần, nhưng mà làm thêm luật lệ cho chúng ta nhất định phải tỉ thí vô nghị. Tôi còn trẻ tuổi, địa vị minh chủ tôi không dám làm. Tôi không tham gia tuyển cử. Sau khi tuyển cử tân minh chủ, tôi là người đầu tiên nghe theo lệnh. Tốt lắm, nếu quyết định tuyển tân minh chủ, Phi Hồng Cân và các dũng sĩ cổ sao không tham gia? Chúng ta phải tuyển cử cho được công bằng, vị tân minh chủ và mọi người đều khâm phục. Các vị tán thành không? Tán thành. Thank you.
giờ tôi xin được tuyên bố Phi Hồng Cân là tân minh chủ. Ông sẽ chắc được lên làm minh chủ, nhưng không ngờ. Tuy rằng Phi Hồng Cơ không phải là loại tầm thường, nhưng mà nếu không có Dương Dần Thông âm thầm phá hoại thì ta không thể bị Phi Hồng Cơ đánh bại đâu. Ta càng nghĩ càng bực tức. Bây giờ cổ được tưởng làm minh chủ, chắc cô ta sẽ ngoan cố như người cha đã chết của cổ, không chịu quy thuận Nạp Lan tướng quân đâu. Hai cha con cổ nó quả thật không biết điều. Cao quan hậu lộc không lấy, chỉ muốn thấy máu chảy thành sông. Ê, ông đừng lo, để tôi theo dõi cô ta. Nếu tôi thấy có chút động tình gì, thế thì đó không phải là người, người đó là ai vậy? Nạp Lan Minh Huệ. Sao lại vậy? Cô đọc lên giấy cho tôi, tình hình tôi viết ở trong thơ này, ông lại giao cho Nạp Lan tướng quân. Nè, Sở Dương Nam, thì ra hai người biết là gián tiếp chính thức, ta phải thông báo thắng mà trả. Ngó thấy mi phóng tín hiệu ở suối cầu nguyện, khi sĩ đà còn lục được mặt hàm trong mình của mi, đã có nhân chứng và vật chứng, mi còn lo gì đáng nói nữa. Chiêu Nam, mặt hàm lục thấy trong mình của Giang Bất Lộ sao? Phải, chính tôi lục được đó. Tôi nhìn thấy nó đang lén lén luôn lúc nói chuyện với Nạp Lan Minh Huệ. Đó là sĩ nhục của một danh chúng ta. Thì ra huynh cũng là gian tế như Nạp Lan Minh Huệ. Hèn chi, hèn chi lúc đó chúng tôi bị bắt đến phủ của tướng quân, tôi bị trói buộc, còn Chiêu Nam thì bị tra khảo đến trọng thương. Chỉ có Quỳnh. Đúng, chỉ có người, chỉ có người bình yên vô sự, có phải không? Tại sao Quỳnh bảo vệ chúng tôi? Không lẽ cô cũng cho tôi là gian tế hay sao? Chứng cứ đầy đủ, Quỳnh còn muốn ngụy biện. Quỳnh làm cho tôi rất thất vọng. Thì ra hắn là gian tế, chính nó là gian tế đó. Giết nó đi, giết nó đi, đừng để nó sống, nó là gian tế đó. Giết nó đi, giết thằng gian tế đó đi, giết nó đi, giết nó đi. Phải, mật hàm đằng này chính tôi giết, minh chủ cũng do tôi hại chết, chính tôi thông báo với kẻ thù, chính tôi là gian tế. Nói nhanh nhau rồi đó, nó là gian tế, cô biết tại sao tôi làm gian tế hay không? Giang Bất Lộ tôi thành tình yêu cô. Ở trước mặt cô, tôi là một nô bần thấp hèn. Cô nghe tôi ca, tôi không dám không ca. Cô nghe tôi tập võ, tôi không dám không tập. Còn cô ở trước mặt tôi, cô là cô chủ chí cao vô thượng. Tất cả những gì tôi làm chỉ là vì cô thôi. Tuy rằng tất cả đều thích nghe tôi ca hát, nhưng tôi cũng biết cá tôi cũng đang âm thầm cười tôi. Không biết tự lượng, cô là kẻ nồng, tôi là người vô dụng. Cho nên người làm gian tế hãm hại người trong bộ lạc. Phải, tôi muốn tất cả hiểu biết Giang Bất Lộ tôi có thể làm được việc lớn quan liệt. Xin các người hãy bình tĩnh nghe tôi nói đi. Giang Bất Lộ đang nói những lời mỉa mai đó. Giết nó đi, bình tĩnh đi. Giết nó, giết nó. Giang Bất Lộ, anh hãy nói đi, có ai em thật quý hiếm anh hay không? Anh nói đi. Giết nó, giết nó. 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 Giết n
chỉ ngài đi tôi trong sao nhòa mê quê hoa. Xem quân đi hoa.